Dạo một vòng quanh các trang báo, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp một sự đổ bộ ồ ạt của các nhà thầu Trung Quốc vào nhiều quốc gia khác khi chào thầu giá rẻ. Tuy nhiên, khi trúng thầu thì lại thi công ì ạch, chậm tiến độ, chưa kể đến việc thay thế nguyên vật liệu công trình bằng vật liệu kém chất lượng. Hồi tháng 5, The Wall Street Journal đưa tin chính quyền Iran đã hủy hợp đồng trị giá 2,5 tỷ đô la với Tổng công ty Dầu khí Trung Quốc CNPC do CNPC cung cấp thiết bị và dịch vụ có chất lượng quá thấp dẫn đến chậm tiến độ. Theo đó, CNPC phải khoan 185 giếng dầu mỏ, nhưng khi đến hạn chỉ có 7 giếng hoạt động. Hồi tháng 6, tờ Front Page Africa cũng đề cập việc nhà thầu Trung Quốc nhận trùng tu dinh Tổng thống Liberia. Số tiền hàng triệu đô la đã được chi cho dự án này, tuy nhiên kết quả lại rất khiêm tốn. Có thông tin cho biết, nhà thầu Trung Quốc thay đổi vật liệu đã cam kết trước đó bằng vật liệu kém chất lượng nhập từ Trung Quốc. Lý giải cho việc bùng nổ các nhà thầu Trung Quốc ở khắp nơi trên thế giới, tờ Financial Times đưa ra hai nguyên nhân, đó chính là giá nhân công rẻ và đồng nhân dân tệ được Bắc Kinh kiềm giá. Nhân công rẻ khiến giá thành xây dựng giảm, đồng nhân dân tệ giá thấp giúp các nhà thầu lời to khi nhập vật liệu, trang thiết bị xây dựng đến nơi trúng thầu. Ngoài ra, mức vay lãi suất thấp từ chính phủ Trung Quốc và nhu cầu phát triển hạ tầng tại các nước đang phát triển chính là nền tảng vững chắc, củng cố cho các nhà thầu Trung Quốc hoạt động. Bên cạnh đó, còn một nguyên nhân bắt nguồn từ chính những nước có dự án do nhà thầu Trung Quốc thầu, đó là công tác kiểm tra còn lỏng lẻo, chưa thực sự thẳng tay xử lý các nhà thầu vi phạm, dẫn đến việc nhà thầu Trung Quốc thường đề xuất thay đổi so với hợp đồng như thay đổi nhân sự, thầu phụ thiết bị, thầu phụ xây lắp, v.v., làm chậm tiến độ xây dựng, kéo dài thời gian đàm phán, gây khó khăn cho việc quản lý dự án của chủ đầu tư. Không chỉ dừng lại ở đó, các nhà thầu Trung Quốc thường tự ý thay thế vật liệu nhập từ Trung Quốc thay vì sử dụng hàng chất lượng cao như hợp đồng. Điều này dẫn đến chất lượng công trình thấp, đó là chưa kể đến những hệ lụy có thể xảy ra như đổ, sập công trình, trang thiết bị hư hỏng, tốn kém thêm chi phí sửa chữa. Giá rẻ, chất lượng thấp, chậm tiến độ thi công, các nhà thầu Trung Quốc không những không làm được như cam kết mà còn gây ảnh hưởng nặng nề bởi chậm tiến độ sẽ làm tăng chi phí quản lý dự án, tăng khoản vay, dẫn đến các công trình sau khi hoàn thành đều có giá vốn bị đội lên cao đáng kể so với dự tính ban đầu. Để kiểm soát tình hình này, giải pháp được chính phủ nhiều nước đặt ra đó là minh bạch quá trình đấu thầu, siết chặt các quy định và nâng cao yêu cầu chất lượng công trình, đồng thời mở rộng phạm vi đấu thầu cho tất cả các quốc gia thay vì lựa chọn nhà thầu Trung Quốc. Trang allafrica.com đưa ra dẫn chứng, với những dự án do EU tài trợ mà các nhà thầu Trung Quốc không được phép tham gia, tiến độ xây dựng luôn được đảm bảo, đồng thời chất lượng cũng đạt yêu cầu. Một số nước lựa chọn giải pháp nâng tầm chất lượng công trình khiến các nhà thầu lùi bước. Qua đó có thể thấy rõ, việc chào thầu giá rẻ có thể hoàn toàn bị chặn khi các chủ đầu tư nâng cao yêu cầu về chất lượng. Một số ý kiến cho rằng các biện pháp trên chỉ có tác dụng hạn chế làn sóng ồ ạt của các nhà thầu Trung Quốc. Nên muốn giải quyết triệt để tình trạng này thì trước hết chính phủ các nước cần chặn đứng nạn quan liêu, bởi quá trình đấu thầu không minh bạch chính là kẽ hở để các nhà thầu kém chất lượng thò tay vào các công trình trọng điểm quốc gia.